mối quan hệ của em với Phương để mà em từ Singapore mà trở về đây để mà tham dự đám cưới của Phương luôn. Dạ, rồi chắc chắn là mọi người biết em với sư Phương là từ xưa giờ thân với nhau rồi, từ hồi phim Từ Mi Cánh Mỏng rồi, cho nên cái việc mà Phương đám cưới lần thứ hai em cũng quay trở về là cái điều chắc chắn. Tại vì với mình đã gọi là bạn thân rồi thì chắc chắn là trong bất cứ sự kiện gì mình cố gắng để dành thời gian cho nhau, cho dù là mình không thể gặp nhau mỗi ngày hoặc là không thể nói chuyện với nhau mỗi ngày, nhưng mà những cái sự kiện quan trọng mình không thể vắng mặt nhau thì đó cũng là một bạn thân. Trong suốt thời gian 2 năm thì cuộc sống em như thế nào? Anh có hoạt động showbiz không? Thực sự không tham gia showbiz thì tới bây giờ em cảm thấy rất là nhớ nghề, cảm thấy rất là nhớ những vai diễn và nhớ phim trường rất là nhiều. Nhưng mà khi mà mình trải nghiệm một cuộc sống sinh viên, một cái vai trò mới cũng có rất là nhiều điều thú vị và em cũng học hỏi được rất nhiều và có rất là nhiều kinh nghiệm cho mình ở cái đất khách, ở cái đất nơi xứ người. Cho nên là đối với em thời gian 2 năm qua là cái thời gian mà em được học hỏi rất nhiều thứ. Tuy rằng mình nhớ nghề nhưng mà bù lại mình lại được học hỏi, được trau dồi rất là nhiều những kiến thức. Nên mình cảm thấy mình không có phí phạm thời gian nào rồi. Em có thấy cuộc sống nó vất vả hơn cái công việc của em ở đây không? Em cảm thấy là em bị stress nhiều hơn là em ở đây. Tại vì cái việc học ở bên nước ngoài nó đòi hỏi mình phải cố gắng rất nhiều, bởi vì mình có rất là nhiều cái điều bất lợi như là ngôn ngữ, thứ hai nữa là văn hóa, và thứ ba nữa là cái sự hòa nhập của mình với lại cái một cái đất nước mới chắc chắn là nó không thể nào giống như đất nước mà mình lớn lên được. Cho nên là và cộng thêm là khi học thì em phải cố gắng rất là nhiều lần so với những bạn xứ, tại vì mình không thể hòa nhập nhanh như các bạn được, cho nên là có những cái điều khó khăn, nhưng mà em cũng rất là cố gắng để mà hòa nhập được cái cuộc sống của mình. Em mất khoảng bao năm thì mới xong cái chương trình học này? Em còn khoảng 2 năm học nữa. Anh hỏi gì nữa vậy? Chị sắp xếp công việc như thế nào nữa? Chẳng đứng nha, nóng quá. Sắp xếp công việc như thế nào? Thế là tạm ngưng hết công việc rồi, chỉ lo học thôi. Tại hiện tại thì em sắp xếp để mà về đám cưới của Phương, sau đó thì em sẽ quay lại để tiếp tục cái việc công việc của em. 2 năm qua thì em có về Việt Nam lần nào không? Có, em vẫn mỗi kỳ nghỉ hè, mỗi học kỳ em đều có một khoảng thời gian nghỉ giữa kỳ và em đều quay về dành thời gian cho gia đình, rồi sau đó em lại quay lại để tiếp tục học. Có theo dõi hoạt động một số Việt Nam? Em vẫn thường cập nhật thông tin trên Facebook và các trang báo mạng, và vẫn biết được tin tức bạn bè đồng nghiệp của mình hoạt động ra sao và cuộc sống mọi người như thế nào. 2 năm trong lúc thời gian đang hot thì tự nhiên tạm ngưng quay đi rồi em có hối tiếc không? Mọi người hỏi em câu này rất là nhiều, bởi vì em cũng trước khi em đi và xong trong 2 năm em hoạt động thì em có cái suy nghĩ nào khác không? Trước khi em đi và tới bây giờ em vẫn giữ đúng một suy nghĩ là em không có hối tiếc với sự lựa chọn của mình. Tại vì nếu mà em cảm thấy hối tiếc thì có lẽ là em sẽ không tiếp tục được cái sự lựa chọn của mình tới ngày hôm nay. Và em thấy là em đang học được rất là nhiều, em đang có được rất là nhiều thứ với một cái môi trường mới, với những cái trải nghiệm mới. Và em nghĩ rằng nếu đổi là 2 năm để em quay 2 năm đó mà em không có em lựa chọn một cái, em đưa cho một cái lựa chọn khác, thì có lẽ là em sẽ không có được nhiều cái trải nghiệm như ngày hôm nay. Lý do chọn nhất em quyết định bạn nguyên công việc service mà đi học. Lý do mà chọn nhất khi quyết định là tạm ngưng công việc mà đang gọi là đúng là thời điểm đang rất hot luôn. Lý do quan trọng nhất để em quyết định là tạm ngưng service thì mọi người cũng biết đó là em chọn việc đi học để mà được trở thành nhà sản xuất phim. Thì cái ngoài cái đam mê diễn xuất thì cái đam mê để mà tiếp tục cái đam mê về phim ảnh của mình, về nghệ thuật của mình, thì em cảm nhận rằng là cái vai trò sản xuất nó sẽ giúp cho em trụ vững lâu hơn trong nghề nghiệp của mình, và em có thể học hỏi được nhiều hơn. Bởi vì khi mà đứng sau ống kính đó, mình sẽ không bao giờ nghĩ là mình sẽ già đi, mà nếu mình đứng trước ống kính chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy mình già đi rất là nhiều. Cho nên cái việc mà đứng đằng sau ống kính sẽ càng làm cho em hết tự tin hơn nữa để tiếp tục con đường của mình. Thì đó có cái kế hoạch gì mà muốn có con? Muốn đi nào? Thực ra thì hai vợ chồng em cũng lên kế hoạch, cũng để mọi thứ tự nhiên. Nếu thực sự trong thời điểm mà em đang học mà em có con thì
sống em thay đổi nhiều? Thay đổi rất là nhiều. Trời ơi,